ti giờ mu na ti u pho lô ti mu ni tê na và u cha ti từ bỏ các ác pháp mới thật là ẩn sĩ. Ai thật hiểu hai lời mới được gọi ẩn sĩ. Bản phổ thơ hòa thượng Minh Châu: chọn lành xa ác lâu rồi mới là ẩn sĩ, sống đời ẩn cư thế gian thống nhất, thế gian thông suốt nhiên như thánh hiền thanh tịnh, chán sự đời này, chán sư đời này. Dạ, kính dân mến đến quý vị, mời quý vị nha. À, Trần Đạo, dạ quý vị, mời quý vị lên nha. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ con Từ Mẫn. Dạ kính cảm ơn sư Như Quỳnh. Dạ con Từ Mẫn, con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và quý cô tu nữ cùng quý anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Con xin trả bài. Cầu pháp cứu để không coi, con không thấy bài. Dạ Sít ơi, rất mít rồi. Dạ cẩm dân xin ra bài nha. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Thầm Mà giá, Nam mô Sằng Kha giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ Giáo Pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài ôn bài câu pháp cú số 269. Pa pa ni pa ri wat che ti sa mu ni te na so mu ni vô mu na tí u pô lô kê mu ni te na pa vút cha tí. Pa pa ni pa ri wat che ti sa mu ni tê na so mu ni vô mu na tí u pô lô kê mu ni tê na pa vút chá tí. Pa pa ni pa ri quát chê tí sa mu ni tê na so mu ni vô mu na tí u pô lô kê mu ni tê na pa vút chá tí. Từ bỏ các ác pháp mới thật là ẩn sĩ. Ai thật hiểu hai đời mới được gọi ẩn sĩ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: chọn lành xa ác lâu rồi mới là ẩn sĩ, sống đời ẩn cư thế gian thông suốt nhiên như thánh hiền thanh tịnh, chân sư đời này. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sít Tùng. Dạ mô Bụt Tha giá. Dạ kính cảm ơn Xích Rạng Đồng. Dạ sau đây Từ Mẫn con xin tiếp tục trả bài ạ.
pa ba ni pa ri wa je ti sa mu ni te na so mu ni yo mu na ti u po lo ke mu ni te na ba vuk cha ti. Từ bỏ các ác pháp mới thật là ẩn sĩ, ai thật hiểu hai đời mới được gọi ẩn sĩ. Hòa thượng Thích Minh Châu 269. Chọn lành xa ác lâu rồi mới là ẩn sĩ sống đời ẩn cư. Thế gian thông suốt, nhiên như thánh hiền thanh tịnh, chân sư đời này. Hòa thượng Giới Đức. Bà ba ni ba ri wa je ti sa mu ni te na so mu ni yo mu na ti u fo lo ke mu ni te na ba vuk cha ti. Ba ba ni ba ri wa che ti sa mu ni te na so mu ni yo mu na ti u fo lo ke mu ni te na ba phục cha ti. Ba ba ni ba ri wa che ti sa mu ni te na so mu ni yo mu na ti u fo lo ke mu ni te na ba vuk cha ti. Từ bỏ các ác pháp mới thật là ẩn sĩ, ai thật hiểu hai đời mới được gọi ẩn sĩ. Hòa thượng Thích Minh Châu. Chọn xa ác lâu rồi mới là ẩn sĩ sống đời ẩn cư. Thế gian thông suốt thiên nhiên như thánh hiền thanh tịnh chân sư đời này. Hòa thượng Giới Đức. Và con thành kính tri ân quý sư, quý cô tu nữ và quý đạo tràng, anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Con xin xuống bích Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ sa thú kính cảm ơn rất từ mẫn. Nam Mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức từ Quang Lâm vào đạo tràng. Dạ cảm ơn Thích Hoan Nguyệt, Thích Rạng Đông, cô tu nữ Viriyatana cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Quý Trí Giáp Ta Ná. Và Nhật Quỳnh kính mời bàn tay của Xích Trần Đạo, Xích Tâm Phương, Xích Tâm Pháp và bàn tay xinh đẹp của quý vị đã mất tiêu hết trơn rồi. Alo, alo, nhà đâu mất tiêu hết rồi. Và con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Đại Đức. À rồi, một chút Tâm Phương lên kệ nha. Và thỉnh pháp sư luôn. Dạ nào, bây giờ thì khoan thỉnh nhan, giờ kệ rồi chút xíu hết thỉnh nhan quý vị để con coi ai kệ nữa không. Dạ con kính lãnh lễ đại đức Tuệ Nhẫn, và sư có thể ông bà cùng chúng con không thì con cũng thỉnh sư ạ. Dạ con thấy tín hiệu của sư rồi, con kính nhân mít sư trước ạ. À. Dạ, con cung kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ, sư xin chào tất cả quý cô Phật, quý Phật tử. Dạ, con xin được phép ngâm kệ số 269 ạ. Papa ni pa ri wa che ti sa mu ni te na so mu ni yo mu la ti u fo lo ke mu ni te na pa vu cha ti. Papa ni pa ri wa che ti sa mu ni te na so mu ni yo mu la ti u fo lo ke mu ni te na pa vu cha ti. Papa ni pa ri wa che ti sa mu ni te na so mu ni
Yo mulati upholoke munitena pavuchati. Từ bỏ các ác pháp mới thật là ẩn sĩ. Ai thật hiểu hai đời mới được gọi ẩn sĩ. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. À. Một lần nữa con cung kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng Sư Sinh Dương Mít ạ. À. Dạ con kính cảm ơn Đại Đức Tuệ Nhẫn. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Con xin đọc và kệ câu Pháp Cú số 269. Bà Bà Ni Pá Rí Quá Chê Tí Sá Mú Ni Tê Na Sô Mú Ni Yô Mú Na Tí U Bồ Lô Kê Mú Ni Tê Na Bà Phút Chá Tí Bà Bà Ni Bà Nguy Hoa Chê Tí Sa Mú Ni Tê Na Sô Mú Ni Yô Mú Na Tí Bồ Lô Kê Mú Ni Tê Na Bà Phút Chá Tí Bà 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 ni bà ni wa chê tí sa mu ni tê na sô mu ni yô mu na tí u pô lô kê mu ni tê na pa vun cha tí bà bà ni wa chê tí sa mu ni tê na sô mu ni Yo mu na ti upo lo ke mu ni ne ta ba bun cha ti. Từ bỏ các ác pháp mới thật là ẩn sĩ. Ai thật hiểu ai đời, hai đời mới được gọi ẩn sĩ. Đã đã văn dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chọn lành, xa ác lâu rồi mới là ẩn sĩ sống đời ẩn cư thế gian thông suốt. Nhiên như thánh hiền thanh tịnh chân chư đời này. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Và kính mời tất cả Phật tử cùng tâm phương chúng ta hướng về ba ngôi tam bảo để cùng thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to. Oh, I'm sorry. Dạ, kính mời chị Nhật Huỳnh. Hồi nãy nghe không rõ, bên đây không biết sao lỗ tai. Mời chị Nhật Huỳnh. À, sa thú, kính cảm ơn Tâm Vương. Tính khóa sổ Nhật Huỳnh à. Dạ, cảm ơn chức rạng đông. Kính cảm ơn cô tu nữ Viri Gatana và Xích Hoa Nguyệt cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Dạ, lần nữa con kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Huỳnh kính chào đạo tràng. Khóc chứ cô, công chờ nãy giờ giờ không cho mình trả bài không khóc cho được. Dạ con xin được trả bài câu khúc kinh số 269. Bà ni ba ri wa che ti sa mu ni te na so mu ni so mu na ti u pho lo ke mu ni te na ba phuat cha ti. Từ bỏ các ác pháp mới thật là ẩn sĩ. Ai thật hiểu hai đời mới được gọi ẩn sĩ. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Bà Ba Ni Ba Rì Qua Chê Ti Sa Mu Ni Tê Na Sô Mu Ni Chờ Mu Na Ti U Phô Lô Kê Mu Ni Tê Na Bà Vuat Cha Ti. Bà Ba Ni Ba Rì Qua Chê Ti Sa Mu Ni Tê Na Sô Mu Ni Chờ Mu Na Ti U Phô Lô Kê Mu Ni Tê Na Bà Vuat Cha Ti. Chọn lành xa ác lâu rồi mới là ẩn sĩ sống đời ẩn cư thế gian thông suốt nhiên như thánh hiền thanh tịnh chân sư đời này. Và đây là bản hổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ mời Tâm Phương ạ. À.
Dạ, kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Mời tất cả Phật tử cùng Tam Phương chúng ta hướng về ba ngôi Tam Bảo để cùng thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato sammasambuddhassa. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato. Nam mô ta sa pha ga wa to arahato sammasambuddhassa. Brahmañca lokāthipati sahambati katang cali ang thiwarang ayacatham sangtithasattā paracca đề xê tu thâm măng à vũ khâm bi măng ba châm thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo quỳ nơi đây tâm đạo tiên thành ngưỡng cầu tâm phúc trọn lành ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo quỳ nơi đây tâm đạo tiên thành ngưỡng cầu tâm phúc trọn lành ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Và Nam mô Bố Thầy giá. Và con đã mặc tất cả Phật tử cung thỉnh Pháp Sư, và kế tiếp là xin mời về Nhật Huỳnh nhận mic để điều đi hợp chương trình ạ. Xin kính mời kính dân mic, chuyển mic cho chị Nhật Huỳnh ạ. Rất là nhiều. Nam mô Bụt Tha, và con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung kính đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài pháp của ngày hôm nay 270 từ vựng và duyên sự ý nghĩa cao pháp của kinh này. Và sư có nghe được âm thanh con không, bạch sư? Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn rạng đồng. Và Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng quá. Con kính nhân Minh Thánh Sư ạ. Sa thú lành thai kính tri ân Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Quý vị nghe hơi nhỏ. Kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Hiện Diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính và kính tri ân chư Phật tử đã cho biết là nghe rõ. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 270. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa, từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ: Na tề na ari ari yo hồ tị, na tề na ari yo hồ tị,
Đoạn 2. Yena pana nihim sati. Yena pana nihim sati. Đoạn thứ 3. Ahimsa sappapana nang. Ahimsa sappapana nang. Và đoạn thứ 4. Ariyo tipavuccati. Ariyo tipavuccati. Bây giờ chúng ta nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của bốn đoạn này. Đoạn thứ nhất của câu kệ chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên, na, đây là một phủ định từ, có nghĩa không. Tê na. Chữ tê na ở đây là chữ chỉ định. Tá mà chia theo cái thứ ba, nhưng trong trường hợp này chữ tê ná này đó là một giới từ, có nghĩa là vì lý do ấy, vì lý do ấy. Từ thứ ba, Ariyo. Ariyo mình dịch đó là thánh nhân hay là thánh hiền. Thánh nhân hay là thánh hiền. Từ thứ ba, hô tí. Hô tí ở đây là động từ to be. Từ này chúng ta quen thuộc rồi, thì là mà trở thành. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai có ba từ. Từ đầu tiên, dê ná. Đây là một quan hệ đại danh từ mà chia theo cái thứ ba, nhưng trong trường hợp này đó thì chữ dê ná này mình cũng lấy theo chức năng đó là giới từ. Nó đi cặp với từ tê ná ở trên. Tê ná có nghĩa vì lý do ấy, thì chữ dê ná đó là vì lý do nào, vì lý do nào, vì lý do ấy. Đây là nó đi theo một cái thành ngữ cụm giới từ. Từ thứ hai, panani là pana mà chia theo cách thứ hai số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là ani. Pana mình dịch là chúng sinh hay là sinh mạng. Mình hiểu là chúng sinh có thức tính hay là chúng sinh có mạng quyền. Từ thứ ba, himsati. Himsati dịch là não hại hay là làm não hại hay là làm tổn thương. Và đôi khi người ta cũng dịch ra là sát hại nữa. Làm não hại, làm tổn thương, sát hại. Đoạn thứ ba. Chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên, ahimsa. Himsa là danh từ của động từ himsati. Thành ra himsa đó có nghĩa là sự não hại. Vậy thì thêm một cái tiếp đầu ngữ á ở phía trước đó, thì nó phủ định đi. Có nghĩa là không. Thành ra là ahimsa đó là không não hại. Thì ở đây đó là chia theo số nhiều. Ahimsa là chia theo số nhiều, là sự không não hại, hay là người không não hại. Rồi từ thứ hai, sappa ba năng, đây là một hợp từ, chúng ta tách ra sappa cộng với là pa na mà chia theo cách thứ tư hoặc là thứ sáu số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là a năng. Sappa là mọi, tất cả, pa na chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi, thành ra sappa pa na hay là sappa pa na năng đó
có nghĩa là đối với tất cả chúng sinh. Chúng ta lấy theo nghĩa thứ tư, đối với tất cả chúng sinh. Rồi đến đoạn cuối cùng. Đoạn cuối cùng chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên Ariyo tí, đây là một hợp từ, chúng ta tách ra Ariyo cộng với lại ý tí. Ariyo chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi, thánh nhân, thánh hiền. Còn chữ ý tí dịch là rằng hay là. Cái từ này mình hiểu đó, trong tiếng Anh hay tiếng Việt mình đó là hai chấm rồi là đóng mặt mở ngoặc. Pavuchati, Pavuchati là xứng gọi. Vuchati đó là gọi là. Thì đây thêm một cái tiếp đầu ngữ pa, chỉ cho sự nhấn mạnh. Thành ra mình dịch ra là xứng gọi. Ariyo ti Pavuchati là xứng gọi là hay là xứng gọi rằng thánh nhân. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi của bốn đoạn này. Ở trong bốn đoạn này chúng ta thấy hai đoạn đầu là một câu, hai đoạn sau là một câu. Như vậy thì cái câu kệ pháp cú số 270 này theo Pali đó là có hai câu. Nếu mà dịch theo văn đó thì chúng ta sẽ dịch như thế này. Về nã, vì lý do nào? Vì lý do nào? Him sati, người nào làm tổn thương ta na ni chúng sinh. Tê nã, vì lý do ấy. Na hồ tí, người ấy không trở thành Ariyo, thánh nhân hay là thánh hiền. Đó là theo từ ngữ rồi chúng ta phải dịch vậy. Nhưng mà dịch vậy theo tiếng Việt của mình nghe nó không hay. Thành ra là chúng ta dịch gọn lại là người nào não hại chúng sinh, người ấy không phải là thánh nhân. Dịch vậy nghe nó gọn hơn. Rồi tới câu thứ hai. Ahimsa, những người không não hại. Sappapana năng, đối với tất cả chúng sinh. Iti Pavuchati, xứng gọi là Ariyo, thánh hiền hay là thánh nhân. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 270. Kính tri ân Sít Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 270. Tiếp theo chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavaṃ taṃ avivādeyi. Svakkhato phakkhavatā dhammo dhammaṃ namassāmi. Suppatipanno phakkhavato savaka sangho sanghaṃ namāmi. Namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng.
Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn Đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức, xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại râm Pháp Cú Kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 270. Câu kệ này nằm trong phẩm Thâm Mắt Tháo Quát Cá, phẩm chánh hạnh hay là công minh hay là pháp trụ, chứ thâm mắt thá đó. Các bậc tiền bối dịch ra ba từ vậy, chánh hạnh nè, công minh nè, rồi là pháp trụ. Câu kệ Pháp Cú số 270 này được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Tấu Ná, đề cập đến một người dân chài tên là Ariya. Một lần nọ Đức Thế Tôn quán thấy người dân chài này có duyên lành chứng đắc thánh quả, cho nên Đức Bổn Sư mới dẫn chư tỳ kheo đi khất thực ở trong làng phía bắc thành Sa Quách Thi đó, rồi trở về chùa. Thì lúc bấy giờ người dân chài đang lo chài cá, và khi trông thấy chư tỳ kheo tăng có Đức Phật đi chung, thì người dân chài này mới không làm cái công việc của mình nữa và đứng im. Lúc đó Đức Bổn Sư đứng không có xa lắm cái chỗ của người dân chài này, Ngài mới quay qua hỏi chư tỳ kheo, hỏi từng vị một về cái tên của mình. Thí dụ như Ngài hỏi Ngài Sariputta, này tỳ kheo, ngươi tên là gì? Thì Ngài Sariputta trả lời là: bạch Đức Thế Tôn, con tên là Sariputta. Ngài hỏi Ngài Bantaka, thì Ngài Bantaka trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con tên là Bantaka. Ngài hỏi Ngài Rahula, thì Ngài Rahula trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con tên là Rahula, vân vân. Thì chư Tăng đó lần lượt trả lời với Đức Thế Tôn về cái danh xưng, cái tên của mình như vậy. Thì lúc đó đó, người dân chài này mới tự nghĩ. Đức Thế Tôn Ngài hỏi tên các cái vị tỳ kheo, như vậy có lẽ đó Ngài cũng sẽ hỏi đến tên mình. Và xin thưa quý vị đó, dựa trên cái chứng cứ, cái hiện tượng nó đang xảy ra vậy đó, thì cái người dân chài này xem như cũng là một cái bậc trí, cho nên mới suy ra rằng rồi Đức Thế Tôn cũng sẽ hỏi đến tên mình. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài biết được cái tâm ý của cái người dân chài đó, Ngài mới hỏi: này ông Thiện Nam, ông tên là gì? Cái người dân chài mới trả lời: bạch Ngài, con tên là Ariya. Ariya mình dịch ra tiếng Việt đó là thánh nhân hay là thánh hiền. Thì nghe vậy Đức Thế Tôn Ngài mới dạy, Ngài dạy cho cái người dân chài đó. Ngài nói: này Thiện Nam, sát sanh như ông đó, thì không có xứng danh là Ariya. Bậc Ariya đó thì tâm đầy đủ từ bi hỷ xả, không bao giờ có cái lòng não hại đến chúng sinh khác. Dạy cho người dân chài đó như vậy xong, Đức Thế Tôn Ngài mới ngâm lên câu kệ: Na tê na ariyo hồ tí, dê na pa pa ni him sa tí, a him sa sa pa pa na năng ariyo tí pa vú cha tí.
Và câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: còn sát hại chúng sinh đâu được gọi hiền thánh, không hại mọi chúng sinh xứng danh bậc hiền thánh. À, đây là cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu mà được in ở trong cái bản chú giải kinh Pháp Cú. Chúng tôi mới nhìn lên ở trên màn hình thì thấy Sít Ái Minh đưa lên một cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu mà thấy hơi hơi khác khác, thành ra chúng tôi cũng xin được đọc. Còn sát hại sinh linh đâu được gọi hiền thánh, không hại mọi hữu tình mới được gọi hiền thánh. Và đồng thời có bản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức, chúng tôi cũng xin được đọc để quý vị cùng nghe. Tự xưng cao quý thượng lưu mà còn giết hại oan cù sinh linh, từ tâm vô hại hữu tình mới thật cao quý cao minh cõi người. Tự xưng vô thượng ở đời, máu đào hòa hại xương phơi hữu tình, tâm từ rải khắp chúng sinh, sống đời vô hại quang minh cao hiền. Và qua bản dịch như vậy thì chúng tôi nghĩ đó, đây cái câu kệ này đã có nhiều cái sự tham khảo để cho chúng ta hiểu rõ ràng ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật Ngài dạy. Xin được hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ chúng tôi nghĩ ở trong room thì đa số quý vị đều là người lớn, thành ra là ai cũng có thể đã là ông, là bà, là cha, là mẹ. Xin hỏi quý vị, chứ ông bà cha mẹ đặt tên cho con thì dựa trên lý do gì? Chúng tôi nhớ hồi chúng tôi còn nhỏ đó, thì cha mẹ, cô bác, dì dượng, cậu mợ, những người anh chị gọi chúng tôi tên là cu. Thì tại sao kêu vậy ạ? Và có những người đó còn có cái tên xấu hơn nữa. Thì tại sao có cái tên vậy? Thì xin thưa, theo quan niệm của người xưa đó, người ta nói cái đứa con đó khó nuôi quá, thành ra kêu cái tên xấu xấu vậy đó, thì cho nó dễ nuôi lại. Đó, như vậy là dựa trên cái lý do đó là khó nuôi, thành ra đó người ta mới đặt cho nó một cái tên xấu xấu tí. Chúng tôi nghĩ đó là cái lý do này bà con chư Phật tử chúng ta chắc cũng biết nhiều. Quý vị có những người đã sống lâu hơn chúng tôi, thì thành ra đó là những cái lý do này đó quý vị biết. Rồi còn có những lý do nào nữa xin thưa quý vị? Chúng tôi có một ông anh, ông có hai đứa con gái, ba đứa con trai, và tất cả năm người con của ổng đều đặt tên là chữ thờ hết. Thảo, Thu, Thành, Thắng, Thanh. Vì có nghĩa đó là người ta dựa trên lý do đó cho nó theo vần nè, theo mẫu tự nè, để dễ nhớ. Không biết quý vị có đồng cái quan điểm vậy không? Ta dựa theo vần, theo mẫu tự để đặt tên cho nó dễ nhớ. Nè. Rồi có nhiều người đó, chúng ta thấy đó, họ đặt tên cho con của họ nó dài ơi là dài mà nó đẹp. Thế vậy là Công Tằng Tôn Nữ Bành Thị Lộ Liễu nè, thí dụ vậy. Chúng ta thấy đó, cái tên nó rất là dài mà nghe nó đẹp. Thì có nghĩa đó là người ta dựa trên cái lý do đó là kiếm một cái tên cho nó đẹp, cho nó quách, để đặt cho con.
Rồi có những người đó người ta mong muốn con của người ta đó sau này là trở thành cái gì 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 đó, hoặc là mong muốn con người ta thành một cái ước nguyện nào đó, người ta đặt đặt tên dựa trên cái lý do là mong con thành tựu ước nguyện để đặt tên. Ví dụ như ai xin thú vị Bồ Tát Sĩ Đạt Ta nữa, tại sao ngài có cái tên là Siddhartha? Đó là vì sau khi mà ông A Tư Đà đó ông xem tướng cho ngài xong, ông nói ngài sau này đó nếu mà ông làm chuyển luân phương thì là làm chánh năng chánh giác, rồi là bảy vị kiều trần như đó vị trẻ nhất nói ngài sẽ thành chánh năng chánh giác thôi đó, cho nên vua Thịnh Phạn Vương nó mới đặt cho ngài cái tên là Siddhartha, là mong cho ngài đó là thành tựu được như ý nguyện. Cái tên Siddhartha có ý nghĩa vậy. Rồi người ta dựa trên cái lý do đó là một cái sự kiện nó xảy ra. Ví dụ như là đẻ con ở trên đường mà. Đó thì người ta đặt con trên đường luôn. Ví dụ như là ngài Ban Tha Cá nè. Mẹ ngài đó là trên đường đi về quê thì đẻ ngài trên đường cho nên nó là đặt ngài Ban Tha Cá luôn. Là con đường. Hoặc là ngài Rahula nè. Khi ngài Rahula mà ra đời cái đó thì lúc đó đó là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta chuẩn bị đi xuất gia. Cho nên đó ngài mới nói đó là rồi rồi thêm một cái sợi dây trói buộc nữa rồi. Cha mẹ là sợi dây trói buộc này, vợ là sợi dây trói buộc này, bây giờ thêm đứa con nữa, thêm một sợi dây trói buộc nữa rồi. Vua Tịnh Phạn nghe vậy đó cho nên mới đặt tên là Rahula. Rahula. Như vậy đó thì cái tên gọi của mỗi chúng sinh đó xin thưa quý vị là chế định là hình thức thôi. Phải không xin thưa quý vị? Như bản thân của chúng tôi nè chúng tôi nghe nói lại đó mà mới sinh ra đó là cha mẹ của chúng tôi đặt tên cho chúng tôi đó là Mừng nhưng mà rồi qua thời gian năm tháng rồi giấy tờ riết cái đến lúc mà chúng tôi đi học đó thì nó là chuyển thành tên là Mẫn. Đó là Nguyễn Văn Mẫn. Và đến khi mà chúng tôi được sư trưởng giới thiệu về chùa Siêu Lý Vĩnh Long để học đạo, tức là năm tám mấy đó, thì sư trưởng hỏi tên gì, cái bà cô chúng tôi đó mới trả lời nói dạ thưa ngài, ông sư đó tên là Nguyễn Văn Mẫn. Cái ngài nói đó là vậy thôi đặt cho ông cái pháp danh là Minh Mẫn luôn đi. Minh Mẫn có nghĩa là khôn ngoan lanh lợi, thông minh đỗi đạt. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, qua thời gian tiếp xúc chuyện trò hồi đó tới giờ này, quý vị thấy chúng tôi có thông minh đỗi đạt sáng suốt không? Chưa chắc ha. Thành ra đó là cái tên gọi đó, đó là chế định hình thức thôi. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, dạ kính tri ân thượng tọa bên này. Xin thưa quý vị đó, cái hình thức đó là không quan trọng. Mà đạt được cái nội dung đó thì mới xứng danh với cái hình thức đó. Thì từ cái chỗ này chúng ta mới suy ra điều gì nè. Con người mình cái hình thức nó như thế nào đó là không có quan trọng. Nhưng mà không có quan trọng cho nên là dù cho mình có đẹp đó hay là mình có xấu đó thì chưa nói lên điều gì. Để nói lên được điều gì đó, đó hay là cái quan trọng đó, đó là gì? Tâm hồn mình phải đẹp. Cách sống mình phải đẹp.
Sở hành hành vi lối sống mình đẹp thì dù cho mình có cái tên xấu cũng vẫn cứ đẹp chứ thường. Quý vị có đồng ý với chúng tôi vậy không? Và rồi ha, khi mà mình đặt tên đó, mình đặt tên đó xin thú vị, hay là mình lấy cái pháp danh gì vậy đó, nhưng mà không may cái tên hay là cái pháp danh đó lại là tên, tên gọi đó của các cái pháp tính tốt đẹp, của các cái pháp tính tốt đẹp. À, thì lúc bấy giờ đó, nếu mà mình đạt được cái nội dung tương xứng với cái tên gọi đó đó, thì lúc đó đó mình quả thực đó là người đạt. À, như trong cái câu chuyện này, người dân chài đó, cha mẹ của cái anh thanh niên này đã đặt cho ảnh cái tên là Ariya. À, nhưng mà xin thưa quý vị, Ariya là một pháp tính tốt đẹp, thánh nhân thánh thiện mà. Thì thành ra đó, nếu như nè, sở hành hành vi lối sống của ảnh mà tương xứng với cái pháp tính đó, đó, à, thì ảnh là người đẹp cả ngoài lẫn trong. Dạ, cả ngoài lẫn trong. À, nhưng mà trong trường hợp này nè, ảnh mình nói theo kiểu ha, trước khi mà anh gặp Đức Phật đó, là anh chỉ có cái vỏ thôi chứ không có cái lõm. À, có cái vỏ thôi chứ không có cái lõi bên trong, không có nội dung. Thì thành ra là lúc đó anh chưa đẹp. Nhưng mà sau khi anh nghe Đức Thế Tôn ngày thuyết cho anh xong cái câu kệ này đó, thì anh ngộ ra được. À, anh ngộ ra được tính nhân quả nghiệp báo. À, từ đó ra mạnh mê thu thúc tam hành, à, từ bỏ đi ác nghiệp. Thì khi mà từ bỏ đi ác nghiệp có nghĩa rằng là ảnh có sở hành hành vi lối sống thánh thiện thoát tục an nhiên tự tại. À, thì lúc từ lúc đó về sau đó thì anh mới là người thật sự đẹp, đẹp cả tên và đẹp luôn cả nhân cách, cách sống. À, chúng tôi nói dông dài vậy đó xin thưa quý vị, là đang giải thích cho hai cái câu Đức Thế Tôn ngày dạy: na tê na ariyo hồ tí dê na pa na ni him sát tí, là ai mà không có ám hại chúng sinh khác hay là không não hại chúng sinh khác đó, thì người đó đó là thánh hay thánh hiền. À, vậy thì thánh nhân hay thánh hiền đó, chúng ta hiểu là như thế nào? Thánh nhân là thánh hiền, trước hết mình hiểu đó là một con người. Bây giờ mình đang ở cõi người, xin thưa quý vị, cho nên mình nói đó là con người. Nhưng mà thánh nhân, thánh hiền có thể là chư thiên. À, vậy thì trước hết họ là con người hoặc là chư thiên. Vậy thì con người, nếu mà con người thì cũng giống như mình vậy nè. Mình cũng là con người. Đó, vậy thì con người mà được gọi là thánh hiền thì con người đó phải như thế nào? Con người mà được gọi là thánh hiền thì con người đó phải có một cái đời sống, hay là hành vi lối sống của người đó phải là thánh thiện, là thoát tục nè, là an nhiên tự tại nè, không bị lụy vì đời, xin thưa quý vị, không hơn thua cạnh tranh với đời. Đó, con người như vậy đó thì được, mới được gọi là thánh hiền hay là thánh nhân.
Mà để đạt được đến cái chỗ thánh thiện thoát tục, an nhiên tự tại, không tranh hơn thua với đời, không bị lụy với đời đó, thì buộc lòng là sao xin tu gì? Ai ở trên cuộc đời này cũng đều là bạn hết. Ai ở trên cuộc đời này cũng đều là người thân hết. À, thì lúc đó đó mình mới không hơn thua được với bạn của mình mới không hơn thua được với người thân của mình. Mà ai cũng là bạn, ai cũng là người thân thì đành lòng nào mình lường gạt người ta, đành lòng nào đó mình quát tháo, chửi bới, xỏ xiên, nói xấu 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 lính, đành lòng nào đó mình đánh đập, giết hại người ta. Do vậy thì khi nào mà mình không còn đánh đập, giết hại chúng sinh khác, khi nào đó mình không còn lọc lừa mang cá, khi nào mình không còn dối gạt, thêm mắm dặm muối, nịnh hót, nói xấu xấu lưng, thì khi đó mọi chúng sinh ở trên cuộc đời này mới thực sự là bạn của mình, mới thực sự là người thân của mình. Thì thánh nhân là vậy đó, sư thú chứ. Cho đến khi nào mà mình có sang hành vi lối sống vậy đó thì mới được gọi là thánh nhân. Thì thành ra đó là chúng ta mới quan sát nhìn xem ha. Ngài Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất đó, ngài Mukkalana là ngài Mục Kiền Liên, ngài Ananda, ngài Anuruddha, ngài Vô Hại, chúng ta đọc ở trong kinh sách hay là câu chuyện về cuộc đời của các ngài, sau khi các ngài được gọi là Arijo, tức là thánh nhân thánh hiền rồi đó, thì chúng ta có thấy các ngài đánh đập chửi bới ai không? Người khác đánh đập các ngài là các ngài có đánh đập lại không? Người khác sát hại các ngài có sát hại lại không? Người khác chửi bới các ngài có chửi bới lại không? Người khác nói xỏ nói xiên các ngài có nói xỏ nói xiên lại không? Không. Ngài Mục Kiền Liên đệ nhất về thần thông là bị người ta sát hại, ngài đâu sát hại lại. Ngài Sariputta đó bị người ta đập sau lưng. Người ta thử ngài coi xem ngài có định kiên cố mạnh không á. Đập ngài, ngài đâu có đập lại. Rồi ngài Xá Lợi Phất nè bị mấy cái vị ta kheo hoặc là sa di nhỏ đó nói xấu ngài, nói ngài ý mình là thượng thủ thính văn này kia kia nọ, không có coi ai ra gì. Thì ngài có phản phép lại không? Không. Thánh nhân là vậy. Thánh nhân là những người từ bỏ thân ác hạnh, khẩu ác hạnh. Thì khi nào mà từ bỏ thân ác hạnh, khẩu ác hạnh thì lúc đó, đó người đó mới không còn não hại, làm tổn thương đến chúng sinh khác. Thì thành ra đó là từ cái chỗ này chúng ta mới phải bắt chước. Bắt chước. Cố gắng tập làm sao đó để khi mà lời nói của mình nói ra đó khiến cho người ta đó đừng có chảy nước mắt, khiến cho người ta đó đừng có thấy con mắt nó cay cay, khiến cho người ta đó không có bị mất mát tổn thương bất kỳ một cái gì. Cái tập tập như vậy có nghĩa đó là mình đang thu thúc khẩu hạnh. Rồi đối với đầu mình tay chân mình cũng phải tập thu thúc để mình không có cầm nắm đồ bậy bạ nữa, mình không có thượng cẳng tay hạ cẳng chân bậy bạ. Chúng tôi thấy đấy xin thưa quý vị, có nhiều người cũng đi chùa cũng học giáo lý này nha,
xong rồi cái ở nhà đó có nuôi thú cưng. Nuôi thú cưng đấy xin thưa quý vị, chó hay mèo. Thì khi vui đó, nận hung hít là vuốt ve, mà khi bực bội tức tối lên nó còn quát tháo chửi bới, thậm chí cũng thường cắn tay hạt cắn chân. Thứ nhì có nghĩa đó là không có tốt, có nghĩa đó là khẩu hành không được thu thúc, thân hành không có được thu thúc. Và nếu thân hành không được thu thúc, khẩu hành không có được thu thúc, thậm chí đối với thú cưng của mình như vậy đó, thì là đối với những cái con thú khác đó là còn te tua tơi tả hơn, đối với những chúng sinh khác người dân nước lã đó là còn thê thảm hơn nữa. Bây giờ điều đó có nghĩa rằng là cách sống, sở hành hành vi lối sống của người đó chưa thật sự là tốt. Mà sở hành hành vi lối sống của người đó chưa thật sự là tốt như vậy đó, thì nói nhỏ nhỏ quý vị, họ hỏi nhỏ nhỏ quý vị một câu thôi, là mình có xứng danh là người đi chùa không, mình có xứng danh là đệ tử của Phật không, mình có xứng danh là hậu bối của chư thánh hiền ba đời mười phương không? Không, không hết, xin thú vị. Thì thành ra là gì? Hai câu sau Đức Thế Tôn dạy: Ahimsa sát và ba na năng ari vô ti phong trả tí. Những người mà không có làm tổn hại hay là não hại đến tất cả chúng sinh thì những người đó mới xứng danh gọi là thánh hiền, xứng danh gọi là thánh hiền. Vậy thì mình là người Phật tử, được gọi là người Phật tử là sao xin thú vị? Phật tử mình định nghĩa đó, tử là con, Phật là Phật, Phật tử là con của Phật. Nhưng nếu định nghĩa theo cái kiểu vậy mình là chưa, tại vì Đức Thế Tôn ngài nói đó, Mama Putto hay là Tathagata Putto đó là con của Như Lai hay là con của Phật đó, thì phải là thánh, phải bậc thánh thì mới được gọi là con. Mà cụ thể đó phải là A-la-hán, bậc A-la-hán thì mới được gọi là con. Cho nên đó, nếu nói Phật tử là người con của Phật đó thì không phải. Nhưng mà ở đây chúng ta thì hiểu đó, mình được gọi là Phật tử đó tức có nghĩa đó là mình là người quy Tam Bảo. Mà quy Tam Bảo là sao? Là mình cam tâm tình nguyện bái Đức Phật làm thầy. Cam tâm tình nguyện sống y cứ dựa trên lời dạy của ngài, rồi sống cam tâm tình nguyện bắt chước theo đời sống của chư thánh hiền ba đời mười phương. Cho thì khi mà mình sống vậy đó thì được gọi là Phật tử. Mà Đức Phật là ai ạ? Là người đã giác ngộ ly tứ thanh đế nè, ngài đã thoát khỏi mọi khổ đau tử sinh luân hồi. Rồi chư thánh hiền ba đời mười phương đó, thì dù cho đã tịch rồi hoặc là còn đó thì các ngài cũng không gì xin thú gì não hại sát hại đến tất cả chúng sinh. Thì thành ra đó là mình con nhà tông không giống lông giống cánh. Cho nên đó mình là Phật tử thì mình cũng phải từ bỏ thân ác hạnh, từ bỏ khẩu ác hạnh, từ bỏ thân ác hạnh, từ bỏ khẩu ác hạnh, không phải chỉ đối với gia đình mình mà mình phải từ bỏ thân ác hạnh, khẩu ác hạnh ngoài gia đình mình nữa, đó là đối với tất cả chúng sinh. Thì lúc đó đó mình mới xứng danh là người Phật tử. Ở trong cái bài kinh mà kinh giải thoát giáo đó, ba bài đó đó, thì trong đó có một cái câu ngài Hòa thượng Hộ Tông ngài dịch đó là: người tu mà còn hãm hại chúng sinh khác đó, thì hãm hại ở đây mình hiểu đó là dùng khẩu hành thân hành để hãm hại chúng sinh khác. Người tu mà còn hãm hại chúng sinh khác thì không xứng danh gọi là người tu.
Mình mang một cái danh xưng nào thì mình phải có cái cách sống, sở hành, hành vi, lối sống của mình tương xứng với cái danh xưng đó, thì lúc đó, đó mới được gọi là gì? Pa Vutti, xứng danh hay là xứng gọi. Xứng danh hay là xứng gọi. Thì trong trường hợp này cái ông thanh niên dân chài này, này ông có cái tên là Ariya, nhưng mà ông vẫn còn sống cái nghề là đánh cá. Thì nếu mà nói theo người đời, xin thưa quý vị ha, người ta đi đánh chài nè, hay là đi bẫy nơm nè, để bắt cá, bắt tôm nè, thì kiếm thức ăn nè, kiếm tiền bạc để về nuôi sống bản thân, nuôi sống con cái, vợ chồng, thì đâu có cái gì gọi là ác uống. Hoặc là người ta đi săn bắt chim nữa đó, để về có cái cho gia đình ăn nè, có tiền có bạc chi tiêu nè, thì đâu có cái gì gọi là ác uống. Ác uống phải là gì? Cướp trộm nè, lường gạt nè, đâm bém nè, rồi đốt nhà nè, giết hại đồng bào sinh linh nè, thì mới gọi là ác uống. Nhưng mà xin thưa quý vị, đó chỉ là cái quan niệm của người đời thông thường. Còn người mà hiểu về nhân quả nghiệp báo đó, cái mưu cầu sự sống cho chính bản thân của mình mà dựa trên cái sự đau khổ của người khác, của chúng sinh khác, thì cái đó không hoàn toàn tốt. Con cá nó cũng có cái sự sống, con muỗi nó cũng có sự sống, con kiến nó cũng có sự sống. Nếu mà chúng ta quan sát kỹ, chúng ta đập nó cũng biết đau. Chúng ta đập nó cũng biết đau đó, xin thưa quý vị. Thì thành ra nó biết đau nữa, mình bị đập mình cũng biết đau nữa. Thì mình không muốn bị đau này thì mình cũng đừng có nên làm đau cho chúng nó. Dạ, làm đau cho chúng nó. Trong vô thủy luân hồi cho đến bây giờ này, xin thưa quý vị, đối với con người chúng ta đây này, giống như chúng tôi đây, đã từng, cái này chúng tôi cũng chỉ dựa theo kinh sách để mà nói thôi, xin thưa quý vị, chứ còn chúng tôi không có cái trí quá khứ để mà biết đâu. Chúng tôi cũng đã từng là con kiến, đã từng là con muỗi, đã từng là con cá, đã từng là con rắn, đã từng là con rít. Từ luân hồi cho đến bây giờ mình không biết được mình đã từng là cái gì, đã từng là chúng loại chúng sinh. Điều đó có nghĩa rằng là mình cũng đã từng là con muỗi nè. Để lúc đó mình cũng bị người ta đánh đập, người ta giết hại. Ngẫm nghĩ nè, nhớ lại vậy đó, thấy có đau không xin tôi chị? Đau. Vậy thì tại sao bây giờ mình là con người nè? Do một cái nhân, một cái duyên, một cái phước nào đó cho nên bây giờ mình được tái sanh lại làm người đi. Tại sao mình lại làm cho con muỗi hay là con kiến hay là con gián, con cá đó nó đó? Nếu mà mình làm vậy đó thì đời đời sau kiếp khác có thể mình bị tái sanh lại làm con ruồi, con muỗi, con kiến đó tiếp. Thấy vậy cái mình mới sợ. Từ cái chỗ sợ đó đó, cái bắt đầu mình mới cam tâm tình nguyện thu thúc gìn giữ tam hành. Gìn giữ tam hành đến một mức độ nào đó, đó nó thanh tịnh, nó trong, nó thanh tịnh trong sạch, thì mình mới xứng danh được gọi là gì? Là người tu. Xứng danh được gọi là Phật tử. Xứng danh được gọi là tỳ kheo. Xứng danh được gọi là sa môn. Xứng danh được gọi là Bà La Môn. Xứng danh được gọi là như vậy đó. Thì nói tóm lại đó là cái danh xưng, cái danh xưng đó xin thưa quý vị, thí dụ như là tỳ kheo hay là Phật tử hay là thiện nam hay là tín nữ đó,
nó chưa thật sự là quan trọng. À, mà cái quan trọng á là cái cách sống của mình như thế nào. À, sống như thế nào đó, đó mới là quan trọng. À, thì cái cách sống đó đó chính là cái nghiệp mình tạo ra đó. Đúng. À, thì thành ra Thế Tôn ngài mới chia người tu đó có bốn loại. Một là người tâm có tu, nhưng mà hình thức không có tu. Thứ hai đó là người tâm có tu, hình thức có tu. Thứ ba đó là người tâm không tu, hình thức có tu. Thứ tư đó là tâm không tu và hình thức cũng không có tu. À, thì trong bốn hạng người tu này nè, Đức Thế Tôn ngày tán thán, ngày đề cao nhất đó là người vừa có hình thức vừa có tâm. Nhưng nếu không đạt được cái hạng người đó đó, thì phải nên đạt cho được cái hạng người thứ hai, đó là tâm có tu. Hình thức không có tu cũng được, nhưng mà tâm phải có tu. À, thì từ cái chỗ này đó chúng ta mới lại xác định thêm một lần nữa rằng cách sống, sở hành vi lối sống mới là quan trọng. À, còn cái hình thức, người ta gọi mình là Phật tử cũng được, người ta gọi mình là thiện nam cũng được, người ta gọi mình là tín nữ cũng được, người ta không có gọi kiểu đó, mà người ta gọi mình là cô, là bà, là chú, là bác, gì gì đó cũng được. À, cái đó không quan trọng. Mà cái quan trọng ở chỗ là gì? Cách sống của mình cho nó đẹp với tất cả mọi người. Sống sao đó để khi mình còn thì họ thương họ. Thì khi mình đi đó, đi xa đó, tức là xuôi tay nhắm mắt, họ còn phải nhớ. À, mình tập dần 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 vậy đó. À, thì đến một lúc nào đó, đến một kiếp nào đó, à, đến một kiếp nào đó, sở hành hành vi lối sống của mình đã trở nên thánh thiện thoát tục, an nhiên tự tại, không bị lụy vì đời, không hơn không thua, không tranh với đời nữa. À, thì lúc đó đó là mình không còn nằm ở trong đời nữa, nằm trong cuộc đời này nữa đó. Thì ước mong tất cả chúng ta đều thành tựu được đến cái giai đoạn này trong một ngày sớm nhất. Chúng tôi xin được chấm dứt thời giảng với đề tài câu kệ pháp cú số 270 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia điều phước báo này đến quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, mong quý vị được hanh thông trong đời sống, tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến tất cả chư thiên trong ba cõi, mong chư thiên hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Buddhaya. Dạ, sa thú sa thú. Chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã giảng bài học Pháp Cú số 270 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức, và con kính thỉnh thượng tọa minh hành chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến sư. Vato sapa mangalang rakanto sapa devata sapa buddha nu bhava na sada sati huan tu te Vato sapa mangalang rakanto sapa devata sapa dhamma nu bhava na sada sati huan tu te Vato sapa mangalang rakanto sapa devata sapa sangha nu bhava na sada sati huan tu te Tất cả phương báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin do quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.